Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Hoa Thời Trang. Trong video ngày hôm nay, Hoa Thời Trang xin giới thiệu với tất cả các bạn set đồ bộ áo sơ mi kết hợp chân váy nhiều tầng, xòe nhiều tầng, mặc đi chơi, đi biển, hội họp rất là đẹp, phù hợp. Mẫu này của chúng ta đây ạ, với màu xanh cốm ạ. Chúng ta được thiết kế là cổ nam vuông và có hàng khuy cúc, 4 khuy cúc đóng đằng trước. Điểm nhấn của chúng ta là hai bên túi ngực có nắp túi, có cúc, rất đẹp, phong cách trẻ trung. Mẫu này của chúng ta là áo suông và có rúm hai sườn rất đẹp ạ. Tay của chúng ta thuộc dạng là tay ngắn, tay suông. Suông ngắn mặc rất thoải mái ạ, rất mát mẻ ạ. Chân váy của chúng ta là chân váy 3 tầng. Đằng trước của chúng ta làm cạp rất đẹp, rất đứng form ạ. 3 tầng rất bồng bềnh, mặc rất tiểu thư sang chảnh ạ. Đặc biệt chất đũi này của chúng ta mặc cực kỳ mát mẻ, thấm hút mồ hôi, không bay nhão, không xù lông, không chảy xệ, rất thấm mồ hôi, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc suốt cả ngày luôn ạ. Các bạn ở gần đến nhà mình may đo trực tiếp, còn các bạn ở xa chỉ cần nói chiều cao, cân nặng là chúng ta có đồ mặc vừa. Mẫu này của chúng ta đi chơi hội họp hay đi tất cả các sự kiện đều rất là phù hợp luôn ạ. Mặc rất trẻ trung, phong cách thoáng mát ạ. Các bạn xem video nếu thấy mẫu đẹp, chúng ta hãy để lại bình luận phía dưới, mình sẽ phản hồi tất cả các bạn. Màu này được các chị em lựa chọn rất nhiều luôn ạ. Còn chần chừ gì nữa ạ, chúng ta hãy ấn vào đường link phía dưới để có đơn hàng thành công ạ. Các bạn xem video hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông thông báo để được xem những video mẫu mốt mới nhất của mình. Và video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.